Hello, các bạn chúng ta chơi Blue Mortis. Ok. Ui, mình trong cái đường này. Một cái là hút một cái đẩy các bạn ạ. À, cũng được đấy nhỉ. Trước tiên mình sẽ chui trong cái lỗ này. Ôi giật cả mình. Mình tưởng là con Huki. Còn một hai món đồ nữa thôi. Trốn. Chơi game này trong bàn phết đấy. À, cửa mở rồi. Đây chính là cái cuối cùng. Mũ. Một này cam này, nâu này. Xanh cam nâu xanh yes, chúng ta đã unlock. Thank you.
có những cái công tắc này lên. Ra tay là như Luffy. Còn một công tắc nữa, đây. Chính là chap 2 của cái trò Blue Mutant. Mình sẽ chơi Survival for My Sick. Ok. Không bị bắn. Số nhỏ. Sang cái chế độ này. Ôi, quá nhanh. Giết được thanh niên này dưới rồi. Quặng hết chưa? Quần này biến hình hút thì nó to vãi trường luôn. Ai ô thì có giáp này. Này thì giáp đấy. Vâng, mình sẽ để dành pha biến hình cuối cùng dành cho Kid Flash. Chúng ta sẽ chơi The Upfit Bot Prime. Hello. Lại. Ông này ông xuất hiện một cách rất là cool ngầu luôn. Bad. Seems like someone farted. Cho cái máy anh này vào. Look at that. Why is our bus so silly? Huh? What? How did these get there? Cho cái kèo này. Why won't it come off?
Ôi chết rồi, thua. Ồ, lại nha. Nãy chọn cái keo thì nó cũng không thành công. Why always me? Ồ, chúng ta được một cái mũ sau khi thắng được cái mũ in được bài này. Gì? Mình đủ cái lỗ sơn màu vàng ra, bây giờ ông này ông ấy vàng như nghệ luôn. À, vào tắm rồi. Lại chôn theo cái kiểu là cho cái dầu này vào, cho cái dầu nước. Ui ngã mất, biết ngay mà, biết ngay mà. Không thể leo được. Nấc nha. Ôi, ông ấy đi làm rồi. Something smells bad. Better turn on the fan. Bin. My head. Chúng ta cho cái lỗ đen đen rồi nè. Và buổi chung với ông này là khá thành công đấy nhá. Chúng ta đã đến với Prankster. Đây là chôn cái bà già. Những cái màn này mình chưa chơi bao giờ, hôm nay mình chơi lần đầu. Let's make it all clean. Ôi trời ơi, vừa đổ cái lọ. Cái lọ này rồi. Oh, oh no! Why is this cleaner so strong? Trên cái vỏ nó ghi là acid. Let's make it all clean. Cho cái kim này vào, cắt vào dây đi. Những cái trò chôn trong cái game này thì ngoài đời chúng ta không thể bắt chước theo được vì nó quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ làm ở trên game thôi. No matter. Ồ, sao đây? Thua. Rồi, chọn cái pin này đi. Let now. Ooh, nice. Còn rất là nhiều game nữa. Vai đổ gì đây? Đổ sô cô la. Yum yum. Ôi, vừa ăn vừa tắm rồi. Xem.
chơi game chơi game Scalable đi. Ok, vào game rồi. Game này khó chơi thế. Nhưng mà nhìn vẻ hấp dẫn đấy. À, đúng rồi, giữ cái màn hình như này này. Ồ, hay đấy, game này hay đấy. À, theo đánh giá của mình là hay. Chơi rất là vui. À, ta sẽ chơi game này nhiều hơn. Chạy nhanh đi. Như kiểu là lát đi. À, ok, chúng ta chơi Scary Ropery. Rockstar, this sweet ride. Even better looking, boss. Quit yapping and fix this car up. On it, boss. Lester! Okay. See my parking skills? Lỗi hình à, vừa nãy vừa biến hình húc cơ mà. Come on. À, biến hình. Phá biến hình hình húc kinh điển. What a shot, man. Thanks. Go to sub. Ah.
Tiến hình hụt phát là quẩy luôn. À, anh em ra đây để tiếp chiêu đi. Khó di chuyển đấy. Hút ra để giải cứu đồng đội thế nào. Đấy, dear Archer John, quá lâu. Famous incredible monster of this prison. Archer Alex, work for me and I will have done to you. Wow. Chúng ta chơi Brain Master.